Dạ, cái chỗ đó là mình phải xả nước ra mình chà cô à. Tại nó nằm lâu quá rồi á, nó bị đen cái ron rồi á. Nó vô mấy góc tường nó làm chậm lắm, tại mấy mấy góc tường nó phải đứng lại để nó hút cho nó sạch đó cô. Chứ còn mấy chỗ này thì nó chạy nhanh. Chung nó đụng vật cản là nó phải có mấy chục giây á nó mới dê lại. Dạ, mấy cái hồ á, thường thường là những cái hồ mà có vạt góc xuống cô là nó có chỗ để bắt chân lên á, là robot nó leo được. Còn cái hồ này á, là hên xui, nó đụng trúng mà nó bắt được chân thì nó lên, nó không bắt được chân thôi. Dạ, mấy cái hồ mà hồi xưa người ta làm người ta ít xây vác chân xuống nhiều lắm, nhưng mà hồ sau này là người ta sử dụng cho robot nhiều lắm. Hình như là mấy cái thiết bị này, mấy mấy thiết bị này là bên công ty con cấp này.